Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 15 tây tháng 6 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến tiểu bang California, một cái ngày rất là đặc biệt và hai cái sự kiện quan trọng đang diễn ra. Thứ nhất là cái ngày Cali mở cửa hoàn toàn trở lại. Thứ hai là hôm nay họ sẽ bốc thăm những cái giải thưởng. Hiện giờ người ta sẽ có 10 giải thưởng cuối cùng, mỗi giải thưởng là 1.5 triệu đô, 10 giải là 15 triệu nha quý vị. Thì bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin này. Và đặc biệt Ngọc thấy ở đây á, ngoài những cái giải thưởng mà Ngọc đã chia sẻ rồi thì họ có hai cái giải thưởng mới nữa. Đó là cái giải thưởng những cái chuyến đi du lịch mơ ước, Dream Vacations, và những cái giải thưởng về free food, thức ăn miễn phí, hoặc là những cái merch deals, mình có thể là tới đó mình sử dụng những cái sản phẩm giảm giá hoặc là miễn phí gì đó ở những cái chỗ như là LA Clippers, Golden State Warriors, LA Team, Team LA Store hoặc là Staples Center, rồi những cái cửa hàng mà những cái nhà hàng mà người ta offer free food là Taco Bell, Chick-fil-A, Queso Blanco. Đó thì quý vị thấy không? Những cái người ta gọi là free taco. Thì Ngọc thấy những cái thông tin này thì Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Về cái Dream Vacations thì ở đây người ta gọi là Golden State Getaways. Người ta cho mình những cái gọi là 6 cái Dream Vacation, bao gồm có tiền ở hotel, tiền food và những cái chương trình entertainment cho tối đa là 4 người. Thì ở đây người ta nói khoảng ngày 1 tây tháng 7 họ sẽ thông báo ai là người trúng thưởng. Thì ở đây á, người ta sẽ cho mình đi chơi, rồi cho mình thêm tiền để mình chi trả cho những cái expensive nữa. Nhưng mà quý vị phải 18 tuổi trở lên nha quý vị. 18 tuổi trở lên thì mới tham gia được những cái Dream Vacation này được. Thì cái Dream Vacation này ví dụ như là quý vị những cái trip như San Francisco thì 4 người cho 5 đêm, rồi những cái Palm Springs là 2 người cho 2 đêm, Orange County thì 4 người cho 6 đêm, LA thì 4 người cho 3 đêm, San Diego Beach 4 người cho 5 đêm, rồi San Diego Downtown 4 người cho 5 đêm. Nói chung là những cái trip này Ngọc thấy là cũng là local. Ở Cali thì nếu như quý vị đang có cái nhu cầu nghỉ dưỡng thì đây là một trong những cái mà mình có thể là sử dụng cho gia đình. Ví dụ như là gửi con cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, rồi hai vợ chồng có những cái chuyến đi dành riêng cho mình chẳng hạn. Thì ở đây người ta nói rằng là mình có thể sử dụng những cái voucher này cho đến ngày 31 tây tháng 5 năm 2022 hoặc là ngày 15 tây tháng 6 năm 2022. Thì quý vị nhớ nha, những cái giải thưởng này nó có thời hạn và quý vị phải trả tiền thuế trên những cái giải thưởng này bởi vì nó là một cái income. Rồi. Quý vị ơi, quý vị có biết ở Cali có bao nhiêu người đã tiêm chích vaccine hay không? Thì theo cái số lượng thống kê thì ở Cali có 19, Ngọc làm tròn số nha, 19 triệu người đã chích vaccine fully vaccinated, chích đầy đủ hết rồi. Và có khoảng là 4 triệu người là chỉ chích một liều thôi, chưa có hoàn tất cái liều thứ hai. Thì Ngọc thấy á, là đây là cái thống kê, LA là có nhiều người chích nhất và tiếp đến là San Diego và đến những cái quận này. Thì quý vị có thể là tham khảo thêm. Và bây giờ á, ngày hôm nay giờ của Cali á, là ngày 15 tây tháng 6 khoảng 10 giờ rưỡi sáng. Thống đốc sẽ bốc thăm những cái giải thưởng cuối cùng, mỗi giải thưởng là 1.5 triệu đô. Thì để mà tham gia được cái chương trình này á, là quý vị không có cần phải đăng ký gì hết, miễn là quý vị chích vaccine thì nó sẽ có tên trong cái hệ thống đó. Và mình phải là 12 tuổi trở lên, phải là người dân ở Cali và ít nhất là tiêm một liều vaccine. Nếu như mà trúng thưởng thì bạn phải chích xong cái liều thứ hai thì quý vị mới nhận được cái giải thưởng này nha quý vị. Rồi bây giờ cái câu hỏi mà cũng có một hai người hỏi Ngọc nè, thì các anh chị hỏi những cái câu này thì Ngọc xin trả lời như sau: làm sao để biết được là mình trúng thưởng? Thì ở đây á, người ta nói rằng là người ta sẽ liên lạc và người ta thông báo cho mình là mình đã trúng thưởng giải thưởng này, giải thưởng kia. Nếu như mà họ cố gắng liên lạc với bạn trong vòng
vài lần, có thể là 72 tiếng đồng hồ mà quý vị không có bắt máy, quý vị không có trả lời và quý vị không có hồi đáp những cái voicemail, thì người ta sẽ vô hiệu hóa những cái giải thưởng này. Cái bên mà họ sẽ gọi và liên lạc với các bạn là cái bên California Department of Public Health. Cái này á là người ta gọi, và nếu như mà quý vị gặp những cái số nào lạ và người ta gọi mình mà mình không có nghe máy thì quý vị có thể là bỏ lỡ cái cơ hội. Nhưng mà nếu như quý vị nghe máy thì quý vị đừng có cho họ cái thông tin cá nhân, cũng như là nếu như mà họ bắt mình phải đóng một cái lệ phí để mình lãnh những cái giải thưởng này thì coi như đó là lừa. Tại vì bên chính phủ họ nói rằng là họ không có yêu cầu bạn đóng bất cứ cái lệ phí nào để mà nhận được những cái giải thưởng tiền mặt này. Và nếu như quý vị tin rằng quý vị là nạn nhân của những cái chuyện lừa đảo này thì hãy gửi cái email về cái địa chỉ email này, hoặc là gọi cái số điện thoại là 1833-993-3873 nha quý vị nha. Cẩn thận, tại vì nếu như mà mình không cẩn thận thì có thể là tiền mất tật mang, cho nên là bản thân mình phải tự bảo vệ nha quý vị. Ai không đủ điều kiện tham gia? Thì cái câu hỏi này á là Ngọc cũng đã trả lời rồi, thì Ngọc xin nhắc lại một chút xíu. Ở đây người ta nói á, có một cái thông tin mới như vậy nè quý vị. Nếu như là mình là một nhân viên của một cái tổ chức chính phủ nào đó, certain government agency, không có nghĩa rằng là bạn là nhân viên của chính phủ là không có đủ điều kiện, chỉ một số cái tổ chức chính phủ cụ thể thôi, và ở đây người ta không có nói rõ. Hoặc là mình là thành viên của gia đình, ví dụ như là mình là con của ông này bà nọ chẳng hạn như vậy đi ha, thì mình sẽ không có đủ điều kiện tham gia cái chương trình này. Hoặc là mình ở tù nè, mình không có sống ở Cali, và mình vào Cali mình chích thì họ vẫn cho, nhưng mà mình không phải là dân Cali thì mình sẽ không đủ điều kiện nha quý vị. Hoặc là quý vị là dân Cali mà quý vị lại đi qua tiểu bang khác quý vị chích vaccine thì nó sẽ không có trong cái system của tiểu bang California, cho nên là quý vị cũng không có tên trong đó để mà họ bóc đâu. Quý vị sẽ mất đi cái cơ hội này. Rồi bây giờ nếu như mà quý vị cảm thấy rằng là nôn nóng chờ đợi cái kết quả thì Ngọc nghĩ là quý vị lên YouTube, Twitter hoặc là lên Facebook để coi cái kết quả. Thì khi mà họ thông báo á, thì họ sẽ không thông báo tên ai trúng. Họ thông báo là cái người đó ở quận nào sẽ trúng, và họ sẽ gọi liên lạc và họ phải xin phép người ta xem thử là người ta có đồng ý. Bên tiểu bang họ sẽ công bố cái tên người này trúng là 1 triệu rưỡi hay sao hay như đó thì họ mới công bố được, chứ còn nếu như không á là người ta sẽ không công bố, và cái tên của quý vị sẽ được giữ bí mật, tại vì người ta tôn trọng cái quyền tự do cá nhân của mỗi người. Và Ngọc hẹn lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Chúc quý vị may mắn. Okay, bye.